Xin kính chào toàn thể quý khách hàng đã đến với kênh của Đồ gỗ Kinh Bắc. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 22 tháng 6 năm 2023, tức ngày mùng 6 tháng 5 năm Quý Mão, thì Kinh Bắc đang có mặt tại gia đình nhà chú Lam đến từ thôn Duệ Đông, thị trấn Lim, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh để bàn giao về với gia đình nhà chú Lam một bộ đại tự lồng cuốn thư chất liệu gỗ cụ và có kích thước dài là 1m97. Và đi kèm với đó thì chú Lam có đặt là một cây đồng hồ tứ trụ vát cao là 2m30. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay, ngày 22 tháng 6 thì bên Kinh Bắc đã lắp đặt xong vào đúng không gian phòng thờ của gia đình nhà chú Lam. Thì quý vị mà có nhu cầu muốn sở hữu hoặc là muốn tham khảo thì có thể liên hệ với Kinh Bắc theo số hotline mà Kinh Bắc đang để trên màn hình. Đó là 0968 82 hoặc là 0868 82. Và địa chỉ của cơ sở thì ngụ tại thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và đây là toàn cảnh không gian phòng thờ của gia đình nhà chú Lam đấy ạ. Một bộ đại tự lồng cuốn thư kích thước dài là 1m97, cao 67 và phần ván bên trong thì Kinh Bắc làm dày 3 phân. Đôi cầu đối thì có kích thước dài là 1m97, rộng 28, dày 5 phân liền tấm. Và cái kỹ thuật mà Kinh Bắc làm và hoàn thiện thì với cái đội ngũ lành nghề và có kinh nghiệm rất là nhiều năm trong cái lĩnh vực sản xuất những cái sản phẩm về đồ gỗ đồ thờ thì Kinh Bắc đã đưa ra những cái sản phẩm hàng vô cùng là chất lượng đấy ạ. Và ngay sau đây thì Kinh Bắc sẽ xin một cái chút cảm nhận khách quan của chú Lam. Chú Lam cho cháu xin đôi led về cái sản phẩm ngày hôm nay. Chú nói về đây không phải ngại gì cả. Cái sản phẩm ngày hôm nay thì cháu đã bàn giao và lắp đặt vào cái không gian phòng thờ của chú, thì chú cho cháu một chút cảm nhận về cái bộ sản phẩm ngày hôm nay. Đó, bộ sản phẩm đại tự lồng. Và cái hoành phi câu đối là tương đối gỗ là chuẩn, về chữ là đẹp. Rồi, xin về cái mức độ hoàn thiện thì chú có lăn tăn gì về cái mức độ hoàn thiện bên cháu không ạ? Hiện nay đảm bảo lắp đặt chuẩn. Vâng, thì với cái kinh nghiệm rất là nhiều năm và đưa ra mắt trên thị trường rất là nhiều những cái sản phẩm về bộ cuốn thư câu đối và hoành phi câu đối, đặc biệt là những cái sản phẩm về đồ gỗ đồ thờ như là án gian, tủ thờ, sập thờ, bộ hoành phi cuốn thư hay là cửa võng vách thờ, thì Kinh Bắc đã đưa ra mắt những cái sản phẩm vô cùng là chất lượng. Thì các bác mà có nhu cầu muốn sở hữu thì một lần nữa thì có thể là đến trực tiếp với Kinh Bắc theo địa chỉ, đó là thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, hoặc là điện thoại trực tiếp với Kinh Bắc theo hai số hotline, đó là 0968 82 hoặc là 0868 82. Và rất là cảm ơn gia đình chú Lam đã tin tưởng đặt bên Kinh Bắc một bộ combo bao gồm là một bộ hoành phi lồng và một cây đồng hồ. Đó, đây là cái mẫu đồng hồ tứ trụ vát cao là 2m30, chân đế rộng 95 và chiều sâu 42. Lắp full bộ phụ kiện đồng, kính nhặt đồng và mặt trên là mặt kính lồi. Đó, một chiếc đồng hồ tứ trụ vát. Chất liệu là gỗ hương đá Nam Phi và bộ hoành phi thì được Kinh Bắc làm với chất liệu gỗ cụ. Đó. Và rất cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi hết cái clip ngày hôm nay. Và xin chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip giới thiệu những cái sản phẩm tiếp theo.